Xin chào ban giám khảo, em tên là Bùi Thành Danh, mã số là 216. Hôm nay em đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng với chính là tự đệm đàn tự hát với một tác phẩm do chính em sáng tác. Mình bên nhau ấm áp yêu thương, mà hôm nay em cần bước đi thật rồi để lại anh nỗi nhớ chơi vơi. Còn đường xưa lá úa rơi đầy, mình ẩn bước trong nỗi cô đơn và ẩn biến mất em thật rồi. Dù anh cố níu kéo bao nhiêu cũng không thể giữ lấy bóng dáng em. Hôm nào ngày em đi mấy giang ngập lối, anh vẫn ngồi nơi đây ước ao rằng một ngày kia em sẽ quay về với anh. Dù anh biết đó chỉ là giấc mơ thôi, mà tại sao anh vẫn cứ chờ, cứ đợi ở phương xa? Có biết anh vẫn nơi này, vẫn mong chờ một ngày em quay về. Ngày hôm qua cứ như giấc mơ đẹp, mình bên nhau ấm áp yêu thương, mà hôm nay em cần bước đi thật rồi để lại anh nỗi nhớ chơi vơi. Còn đường xưa lá úa rơi đầy, mình ẩn bước trong nỗi cô đơn và ẩn biến mất em thật rồi. Dù anh cố níu kéo bao nhiêu không thể giữ lấy bóng dáng em. Hôm nào ngày em đi mấy gian ngập lối, anh vẫn ngồi nơi đây ước ao rằng một ngày kia em sẽ quay về với anh. Dù anh biết đó chỉ là giấc mơ thôi, mà tại sao cứ chờ, cứ đợi ở phương xa? Có biết anh vẫn nơi này, vẫn mong chờ một ngày em quay về.